tráng miệng nha mọi người. Ta-da. Đây là tiết mục quá tráng miệng. Thanh niên Mẫn đã rất là lười. Thanh niên Mẫn không hề có cái ý định là sẽ lột trái xoài ra. Thanh niên Mẫn là để nguyên vậy ăn luôn. Một thanh niên rất lười biếng. Đây, còn đây. Đây là chúng tôi. Ở đây tôi sẽ ăn một cách rất là chuyên nghiệp nha. Đấy. Và hãy xem chúng tôi ăn xoài như thế nào. Giờ có hai phong cách ăn xoài nè. Xoài mà lột như lột chuối vậy. Mình phải, tuy là mình ở nơi hoang dã nhưng mà mình vẫn sang trọng nha mọi người. Mình ăn như người rừng vậy. Ahú. Cắt ngang khúc này luôn. Anh xong rồi. Anh làm màu đủ rồi. Dao này lục quá. Để lấy cái dao khác. Trời ơi, anh em theo nhiều dao lắm. Mày đừng có đùa với anh. Rớt ngủ tùm lum rồi. Sáng mình phải gom lại mình đốt nó được. Ừ, chúng ta là gọi là teacher. Cái nước rút. Ê, cái dao nhỏ của anh đâu rồi? Đây, dao nhỏ đây. Đây. Em tính làm gì vậy? Làm gì vậy? Đừng nói làm cái bồn cái tối không dám đi ra ngoài đi đó nha. Chắc là đừng xoài trời. Ai mà ăn kiểu rừng rú được như vậy. Ủa để chi vậy? Nè. Ờ. Ừ, rồi mút nè, trời ơi, học hồn hết cho học rồi mút. Còn cái hộp không? Nếu gì tôi gâu anh cứ. Đây, người ta ăn uống nó rất là sang trọng. Người ta ăn nó phải từ tốn. Đấy. Dao nhịn ghét về. Muôn dao đó nhiêu tiền đó? Tí tiền. Trăm tư nha. Dao của bất đàng hoàng nha, không phải thương, không phải đồ lô cơm đâu nha. Cứ lấy miếng thép thôi người ta mài thôi. Dạ, mà thép gì và cái công nghệ mài như thế nào? Tôi luyện nó có đúng lửa hay là không? Người ta đi bắt hến chứ sao? Ngon quá à. Còn ai đó chưa? Gọt vỏ xong. Trời, sao mà bớt được ta? Ra ngoài chơi với người ta trời. Rồi nè, khoai chín rồi nè. Đi qua kia đi, nhiều khi mình truy xăm cũng được. Trời ơi. Rồi lấy gì nè, khoai trời. Bỏ luôn cái đó đừng. Hồi nãy tôi đi toilet tôi đã rửa tay bằng nước sát khuẩn đàng hoàng nha mọi người. Tôi thì chưa. Đó lý do vì sao nên ở đây chúng tôi mỗi người một trái. Không ai ăn chung với ai cả. Em chưa nói xong. Em nói là tôi thì chưa đi toilet. Tuy là chúng ta đang trong survival mode nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái sự mọi người ơi, đây là khoai nướng bốn cái nhân cái tính nhân văn, cái tính gọi là tính con người personal hygiene chúng ta cần phải giữ. No, không phải, nó không là hygiene, ý muốn nói là hãy giữ cái tính con người á. Humanity, đúng rồi, humanity. Chứ còn để ăn lông ở lỗ rồi mai mốt mà về thời tiền sử rồi đó. đấy như thế không được. Em có đọc sách gì ta? Babylon người tượng cổ sai chưa? Có nghe cái tên vui đâu. Nghe cái Babylon. Babylon. Nó mềm vậy anh. Babylon người tượng cổ sai. Nó có nói về một người tù bị đưa xuống tận cùng của xã hội để trở thành giống như bị mất nhân tính á. Mình con vật. Ừ, nhưng mà ông tìm một cách để ông giữ vững. Người khác thì mất hết rồi nhưng mà ông cố gắng ông giữ. Và cuối cùng ông trốn thoát được. Đây, rất là luxurious. So what? Thật ra là anh chỉ cần cắt hai cái gì, xong rồi cái anh rạch. Nhìn cái hướng dương này đó, xong anh nặng lên, xong rồi anh cạo thôi. Anh đang ăn uống nó rất là sang trọng, quý phái. Cái này rất cần thêm một cái dĩa nữa. Cái đó nó quý phái hơn chứ. Ở bên kia nó cũng cọt giống mình kìa. Đúng rồi. Làm màu giống mình. Trước. Đâu kêu gì đó. Làm màu giống mình. Mình nữa làm. Nhưng mà bên kia nếu người ta nhiều khi người ta chưa cọp lên. Bên kia người ta nhiều khi người ta có kẽm thì sao. Nó có một xe mới đi nữa kìa, bên kia bây giờ nó đông đúc rồi, không phải có hai người đâu. Để em kia. Thấy xe hơi chạy vô luôn á. Rồi mình còn có xe hơi là đóng hết rồi. Rồi bây giờ nè, hãy coi sự khác biệt giữa sang trọng. Không biết đây là nghe tiếng sập sạch đó. Vậy đi ha.
Đây mọi người. Đây. Giờ cho trái lên anh Đức. Ừ. Đây là sự khác biệt của 5 phút đồng hồ. Giờ mình liên. Đây là cái tính con người. Hai người đang live chim bán hàng hay sao vậy trời. Giờ mình kiếm cái trái khác. Tôi vẫn chưa mở được cái con dao này để gọt xoài. Trời ơi. Bấm sao đây? Có cái nút bấm này nè. Và có nút cần gạt đi. Cần gạt này cần để khóa. Bật lên hoặc bật xuống. Ờ. Ừ. Giờ hôm nay ra ngoài kia rửa tay ta. Rồi. Rồi em gạt rồi đó. Ờ. Bây giờ tôi mới ăn xoài nè. Sáng nay nước chắc có thử không tới đâu. Em lấy cái chai nước rửa tay em rửa cái lưỡi đi. Chỗ quân chưa? Nãy em nghe không kỹ, em nghe nó em lấy cái chai nước rửa tay em rửa cái lưỡi em chưa.